cấp giữa các cái dấu ngoặc nháy. Đây, dấu ngoặc nháy đây. Đó là một cái đối số dẫn chuỗi. À, còn cái lệnh grid đây nè, các bạn thấy grid không? Là tạo nên cái mạng ô lưới. Mục đích của lệnh grid là tạo nên cái mạng ô lưới. Bây giờ chúng ta thêm một vài cái tiêu đề gắn nhãn cho trục. À, thêm một vài cái tiêu đề gắn nhãn cho trục. Tiêu đề đầu tiên á, tôi thêm cái tiêu đề này là cái đồ thị này là cái đồ thị ở cái trạng thái displacement 3000 tấn kg bằng 4,78 m. Thì mỗi một đường cong tay đòn ổn định, mỗi một trạng thái của tàu sẽ có một cái đường cong GZ, đúng không các bạn? Các bạn học lý thuyết rồi, cho nên bây giờ tôi sử dụng cái lệnh title. Đây là title là cái nhãn, là cái tên đó. Title chứ không phải là name. Title gì? Title bây giờ tôi sử dụng cái dấu nháy. Title gì thì nó phải nằm trong cái dấu nháy. Sử dụng cái lệnh slash. Sử dụng là slash để cho cái câu lệnh mình nó dài quá đó các bạn biết không? Phải slash để xuống dòng. Title data. Data này là một cái lệnh của MATLAB để thay thế cho cái chữ data trong trong cái ký hiệu Latin của mình á, là lượng chứa nước đó các bạn. 3000 tấn. Và tấm chữ T xếp ra chung. Rồi cái gì nữa? KG bằng 4.78 mét. Đấy là cái title của mình. Hết cái title. Nếu mà các bạn không thích các bạn gắn tên các bạn vào cũng được. Cái đồ thị này là của tôi chẳng hạn. Hết cái title rồi thì đóng ngoặc lại. Bây giờ các bạn khoan hẳn enter nha. Đóng ngoặc lại đâu, các bạn mở cái đồ thị của MATLAB lên mà. Bây giờ các bạn enter và quan sát cái đồ thị sẽ thấy nó xuất hiện cái title. Enter này. Các bạn thấy cái title nó xuất hiện ở trên đâu? Alo? Thế thầy ơi, rõ lắm này. Vậy thì bây giờ tôi đã gắn được cái title là delta. Đây, cái chữ delta này á là cái ký hiệu ở trong MATLAB, cái cú pháp ở trong MATLAB để giúp chúng ta viết được cái symbol này. Các em nhé. Còn cái danh mục các cái symbol á thì chịu khó mà đọc vậy thôi chứ không trời nào mà nhớ hết được. Các em nha. Khi nào chúng ta cần cái symbol gì thì chúng ta lục cái symbol đó để mà chúng ta viết. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta hãy gắn cái nhãn cho cái trục trục nằm ngang. Gắn cái nhãn cho trục nằm ngang là X level. X level. Cái title khác, cái level khác các em nhé. Cái level là cái nhãn của trục. X level là cái tên trục. Còn cái title là nó dành tên của đồ thị, tên của hình các em nha. X label gì đây? X label là cái trục nằm mình ghi nó bằng tiếng Anh là he angle và đơn vị của nó là degrees. Đóng nó lại thôi. Bây giờ các bạn enter thì các bạn sẽ thấy quan sát cái trục nằm ngang nó sẽ có thêm một cái tên. Nhìn thấy không nào? Yeah. Tương tự như vậy bây giờ mình E-level. E-level này thì mình đang thực hành mà mình cứ ghi theo họ đi. Giá trị của cánh tay đòn, giá trị là cái bậc của cánh tay đòn đấy. Tôi thiếu cái dấu nháy các em ạ.
nó phải nằm trong cái dấu nháy ha, nó phải nằm trong cái dấu nháy. Dấu nháy này là biến cái biến nó hiểu cái đó là cái chuỗi mà. Đó. Được nào các bạn, thực hành được hết chưa? Vậy thì chúng ta nhận được cái đồ thị hoàn thiện không? Bây giờ xuất hiện một cái lệnh mới nữa, đây mới là đường cong tay đòn thôi, đường cong tay đòn GZ thôi. Bây giờ mình còn vẽ trên đó cái tiếp tuyến rồi để mình xác định cái GM nữa mà, đúng không nào? Vậy thì để vẽ được nhiều đường trên cùng một đồ thị, mình sử dụng cái cú pháp là Hodon tức là cho phép mình vẽ tiếp trên cái đồ thị này. À, Hodon. Bây giờ mình đi tính GM. Thì GM là bằng KM trừ KG. GM thì bằng KM trừ cho KG. Y hệt như trong lý thuyết tàu của mình không? Mình đi tính GM. GM thì bằng KM trừ cho KG. Enter. Vậy thì bây giờ mình plot đó thôi. Mình plot một cái tiếp tuyến đi qua góc tọa độ, và cái điểm cuối cùng của cái đường thẳng tiếp tuyến đó kết thúc tại cái trục ngang là 57,3 và trục đứng là giá trị của GM, đúng các bạn? Plot 0 180 chia cho pi, tức là 57,3 độ đấy, một radian đấy. Này là plot 0 180 chia cho pi. Đó. Ủa thầy, mình sử dụng mặt vuông mặt tròn vậy là theo cấu trúc của nó thầy? Cấu trúc của nó, đúng rồi, cái cấu trúc của nó là một cái giá trị, cái hàm plot là nằm trong cái mặt tròn. Còn cái giá trị của nó nếu có biểu thức tọa độ thì nằm biểu thức tọa độ nằm trong mặt vuông, được chưa? Khoảng giới hạn của hai cái tọa độ điểm sẽ là dấu phẩy. À, đây là tọa độ điểm thứ hai này, không này, gm này, gm là cái mình vừa tính ở trên. À, và vẽ cái đường này cũng bằng cái gì, bằng cái đường màu đen liên tục. À, bằng đường màu đen liên tục hết cái lệnh plot, đúng nào? Tôi vẽ cái tiếp tuyến các bạn nè, các bạn đánh xong lệnh rồi chưa? À, các bạn enter này, các bạn thấy tiếp tuyến nào? Các thấy tiếp tuyến của em? Cái đường tiếp tuyến này là chính là cái đường mà mình mới vừa vẽ đi qua góc tọa độ. Và cái điểm còn lại là có giá trị là trục nằm là 57,3, trục đứng của nó là GM. Vậy thôi. Tiếp theo. Bây giờ chúng ta hãy xét ảnh hưởng của mặt thoáng. À, ảnh hưởng của mặt thoáng. Bài của mình là có ảnh hưởng của mặt thoáng, vậy thì GZFF GZ của tàu mà thực tế đấy, EFF đấy, EFF thì bằng GZI trừ cho FS nhân với sin degree của góc nghiêng. Góc nghiêng tàu. À, bây giờ mình plot đây mới là cái đồ thị GZ thực của mình. GZ lúc nãy chưa có ảnh hưởng của mặt thoáng. À, đây là plot góc nghiêng GZ. Và K đường nét đứt. À,
ra đường Đăng Đức. Plot thôi. À, các em thấy không nào? Nó máy nó hơi chậm tí. Alo. Có thấy rồi, nét đứt không thầy? Đúng rồi, đường nét đứt, đường đó là cái đường GZ thực của mình. Đường GZ mà đã trừ đi cái ảnh hưởng của mặt thoáng. Khi các bạn tính ổn định tàu có kể đến cái hiệu chỉnh mặt thoáng không? Ờ, nó đấy, nó là cái đoạn FS đấy. À, mình hiệu chỉnh xong. Bây giờ mình đi tính GM. GM EFF thì nó bằng GM trừ đi EFS. Plot cái tiếp tuyến cho cái đường cong mới. Plot để xác định ra cái GM mới. Bây giờ các bạn đánh xong cái lệnh đó rồi các bạn enter thôi. Tôi thiếu cái dấu ngoặc này. Thiếu cái dấu ngoặc. Các bạn nhìn thấy chưa nào? Đường nét đứt luôn rồi thầy. Đúng rồi, đường nét đứt đây này, cái đường chỗ chuột thầy để đấy. Đây này các em thấy không? À, cái đường nét đứt này. Vậy là bây giờ mình có được cái đồ thị hoàn thiện về cách tới đầu ổn định của tàu, mà sau khi đã bỏ đi cái ảnh hưởng của mặt thoáng là cái đường nét đứt này nè, còn nếu mà không có ảnh hưởng mặt thoáng thì là cái đường liền. Rồi. Còn nếu mà muốn đưa vào cái tiêu chuẩn IMO thì các bạn đưa vào tiêu chuẩn IMO bằng cách cũng vẽ giống như vậy thôi. Ở dưới này tôi có nói đây, nếu mà cái tàu mà chạy, ví dụ như cái tàu chạy 16 hải lý giờ thì chuyển sang mét trên giây, rồi sau đó vẽ cái đường LT, đường LT là đường này,
Nhưng thôi, cái việc kiểm tra ổn định theo IMO thì từ từ. Đến đây thì coi như là chúng ta đã thực hành được một cái bài đơn giản là vẽ được cái tay đoàn ổn định, đường cong tay đoàn ổn định của tàu, xác định được cái gờ